nha bạn. ARK Ragnarok nha. Chiến tiếp tục luôn bạn ơi. Hello bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series ARK của hai anh em mình nha. Em chưa đủ cái áo đúng không? Có chưa có áo, chỉ có cái áo giáp bình thường à. Còn thiếu cái áo với cái nón Manticore nha bạn. Tập này cố gắng anh em mình đi kiếm trọn bộ áo giáp luôn đi. Thì vô thấy nó còn thiếu hai cái phụ kiện nữa bạn. Nhìn nó không được đẹp lắm à. Nhưng mà thấy tập trước mấy bạn khóc quá khóc vì cho mày. Không vì con Đúng rồi, cừu khóc phải vì con cừu. không, hay Mình sẽ cố gắng bắt lại con cừu nhé bạn. Để tập này coi coi kiểm tra mấy cái trứng gì cho mày. ok, đúng rồi đúng rồi. Việc đầu tiên mỗi khi anh em mình vô game là phải kiểm tra mấy cái lồng. Ok, đây được hai trứng abet nè em ơi. Em check cái đây coi. Ôi anh được 8 trứng à bé anh ơi. Ôi ngon em ơi. Đây đây, 8 trứng lần hả? anh lấy đi, anh lấy đi. Được 8 trứng lận. Ui 8 trứng abet luôn nha bạn. À Con ship nhưng này mà là alpha này. mình đã đổi giới tính của mấy cái con ở trong lòng mình thành con cái hết trơn rồi nha các bạn, không phải là được đâu, nhiều bạn không có để À ý như á. vậy là khi mà chuyển qua cái con cái thì khả năng nó sinh trứng nhiều hơn á. Dạ, tần suất nó sản xuất nhiều hơn. Ok, bây giờ bỏ vô đây đi. Mình khi mà có được cái trứng abet rồi các bạn là mọi việc nó sẽ trở nên dễ dàng hơn, tại vì chúng ta có thể là chế tạo được cái kiếp bồ special nè, rồi quan trọng nhất là Palette. cái kiếp bồ phalet, đúng rồi, để anh em mình đi đến được cái kiếp bồ celestial các bạn. Nó bắt buộc là phải có trứng phablet đó, 5 trứng mới Đúng được một rồi. cái sự kiếp bồ này nè. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chế phalet nha, chế phalet xem Abed Blood, con nào có Abed Blood ta? Habit Blood là ra kiểm tra mấy cái con Đây kiểm tra mấy con Indominus Red á. cái này có 14 cái. Này mấy con này nè, thường mấy có con này anh em mình đem đi quýnh lộn nè, nó sẽ có Blood. Đây, ui. Omera nè. Omera là anh Ôi. giữ hai cái bồ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ok, dạ được Một rồi. sự phân tích rất là chớp quớt các bạn. Nó ra chém chém kiểm tra Indominus Red. Méo Méo có đó, Blood. cái béo có cái nào? Mấy có cái nào à, Nè mấy cái blood nè, chúng ta sẽ lấy những cái blood này. được chế được ba cái nữa, em làm ba cái phao led nữa nha. Được không, được không? Ok được em ơi, đây nè, đây nè, blood abet ở đây nhiều lắm nè, ở trong cái con rồng độc nha bạn. Ôi, nhưng mà mình đủ đồ để triệu hồi con Demonic Reaper rồi nè. Cái con này tem bằng cái gì ta? Tem bằng Demonic Kibble. Demonic Reaper là nó cũng cần pha led trứng luôn. Ôi như vậy là chúng ta đã Rồi cho mấy đồ nhiều dữ trời. tạo ra được cái kiếp bồ này chưa? Chưa mà cần có trứng mới, Đó cần thì có trứng pha led mới có đó. thể là tạo ra được cái demonic kiếp bồ. Ok, Thấy chưa? thấy rồi anh ơi. Như vậy là cái bài toán tiếp theo chúng ta phải giải là siêu tập trứng pha led nha bạn. Như vậy là có kiếp bồ pha led rồi nè. Anh em mình bây giờ phải đi bắt những cái con pha led. Đó, lại thêm hai cái nữa đi. Không, anh nghĩ là một cái thôi chứ. Một cái Một hả? cái. Rồi. Mình còn một cái nữa mình chế special đi. Special cũng được anh ơi. Anh có một cái special nè. Em đang giữ một cái pha led nè. Rồi ba cái pen, hai cái apex. Rồi pha led đến kiểm tra lại. Rồi được một cái kiếp bồ pha led nữa mời. Như vậy là hiện tại giờ anh đang giữ là 5 cái pha led, 2 cái silet. Ủa hai cái special á. Ok. Nó cho các bạn xem cái series này đọc tiếng mấy quả tiếng Anh là nhức đầu chết luôn. Thì em ơi. Đi. Hiện tại bây giờ coi con nào của mình ngon nhất ta. Mình vẫn còn đang thiếu cái con rồng lửa nhá. Trồng lửa. Mình chưa có rồng lửa. Ok, anh em mình đi farm mấy cái đi bắt mấy con thú sẵn tiện. Nếu mà thấy được con rồng rim thì bắt luôn. Ok, alpha cỡ nhanh không ta? Con này đi chậm anh ơi, con này đi chậm. Không nhanh lắm. À, con alpha này bay chậm các bạn ơi. Anh lấy con Griffin Light hoặc lấy phin đất này nè. Thôi anh thấy nó cũng chậm quá, thôi đi gồng. Mình sẽ cưỡi gồng nha bạn. Dòng thấy không? Rồng 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 lửa xanh nè. Đây anh cưỡi gồng độc rồi, đêm rồi. Đây. Cưỡi gồng độc đi, đang có gì bắt thú cho dễ các bạn.
Hy vọng là gặp cái con cừu để mà bắt lại cái con cừu đi mua nít đó. Thôi mấy bạn khóc quá. Ngày qua kiểu mà giống như buồn ngủ các bạn. Quay nó cũng ý y á. Bị con gồng tán chết ngắt con cừu thấy tội thật. Cái khúc đó cái mà con... xíu nữa là em mà không hồi sinh kịp chắc cái con cái phim này cũng chết luôn rồi á. Hên. Chung là các bạn nói cái con cừu demonic mà màu trắng đó là dạng hiếm á. Hiếm tại vì lâu lâu em thấy có một con mà đa số nó màu đen không mà chứ không thấy màu trắng. Rồi anh thấy hình như là ở đây có con Phalet nè. Sao? Đây. Alpha. Phalet. Alpha em ơi. Ok. Alpha luôn à. Thường ngày Phalet ở khu này nhiều lắm đúng không anh? Hay qua đây đi. Có một con. Đây đúng không? Ồ, cái con này là con thường. Thường. Con này đây, 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 con Phalet màu cam nè, đây nó rồi. Ok nha, coi nó bao nhiêu à? 145 Turbo. Đây lên xuống anh chọn nó nè. Nó dớp nè. Có bô la không? Từ, em phải bay cao lên mấy con, nó bị đốt lửa nữa. Nó rồi. Bị lửa đấy. Nó bị lửa quay, nó rút máu á. Rồi từ. Cái chọt này chọt nó không xỉu ta. Để ném bô la nó cho. Chạy rồi. Chạy kìa. Ui. Rồi, xỉu rồi đó. Mày hả mày. Con này con thường. Mày quá. Rồi để cái kiếp bồ cho mày. Ôi ngay chăn con cái luôn. Được quá nha. 145 luôn nha mày. Ui 145 luôn hả. Đó. Đấy. Ngon lành nha. Con này con cái luôn nha. Vậy là chúng ta sắp có trứng Phalet rồi bạn ơi. Thôi làm gì mà nó giật vậy. Cái con này chắc nó đang được trang bị máy chống rung. Con này làm cái gì đây? Female alpha. Mày đây mà. Con này nó bị đốt lửa. Bây giờ là phải kiếm Phalet nha bạn. Nói chung là thường Phalet cũng nó spawn ra cũng nhiều á chứ không ít. Nhưng mà thường mấy con quỷ đó khó bắt lắm. Tại vì các bạn biết là để mà có được cái kiếp bồ Phalet là đến cái ngày hôm nay là anh em mình trải qua là bao nhiêu tập rồi? Gần 20 tập rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi tập này là hình như là 16, 17 gì đó các bạn. Mà chơi là kiểu mà tập chung luôn á. Vì thế là đến tới tập thứ mười mấy rồi đó mà mới có được cái kiếp bồ Phalet à. Là chơi tập chung luôn á. Tập trung để mà đi làm kiếp bồ. Thấy nó spawn nhiều chứ khó bắt phải rồi. Mấy cái con mà như kiểu cái con Bachi nè, hoặc là mấy cái con Bronto, có mấy con Phalet đó, mấy con đó là có đẻ trứng bự đúng không? Quay em ơi. Có cái con này nó dữ dằn lắm nè em ơi. Đâu. Đây cái con bọ này nè, cái con bọ này là Elemental Crystal nè. Đâu? Ủa? Đây, con này nè. Con này mới nè bạn mấy ơi. Mấy con bọ này xịn lắm luôn nha các bạn. Ui, cái con này như nó làm ra Crystal được á. Crystal là để anh em mình tiến hóa chứ mà chế mấy cái súng á, mấy cái đạn á. Bao xịn luôn. Cái con rồng anh nó phun con nó chết được, chết không ta? Rồi thử. Nó còn bao nhiêu máu? Phun nhẹ thôi nha, phun quẹt con cái thôi mà được anh. Rồi chạy. Xỉu chưa? Không lên tôi bò anh ơi. Rồi vậy là rồi con này cần phải có súng rồi em ơi. Lấy cái đạn lâu nách kia bắn mới được rồi. Cái đạn lâu nách bỏ vô trong cái con nào quên mất tiêu rồi. Ồ. Em thì không giữ mấy cái đạn đó, không có cái nào luôn. Đây rồi ra thử. Mấy cái đạn lâu nách trước đó mình bỏ vô trong cái con khủng long nào bạn mất tiêu hết trơn rồi, để kiểm tra lên. Không phải con rồng này à. Nó giúp mình chắc nó lấy được 4 loại crystal, mỗi loại 20 cái luôn anh. Ôi, bắt được con này xong anh em mình về là chế có gì chế đèn để bắt mấy con khác thoải mái luôn. Đúng rồi. Eternal Rhino. Con gồng lửa alpha này chắc anh cho nó đi luôn quá. Okay, gồng lửa alpha về. Hả? Thôi cho nó về đi. Em nghe mấy bạn nói là gồng này như mình bỏ cái não vô thì mình mới thấy được cái tiến hóa não hay sao á. Bỏ vô rồi, bữa anh em mình bỏ vô rồi đâu tiến hóa anh đâu. Cái con bắn con này là con mới hay là con cũ vậy? Con mới á. Mới luôn hả? Ừ.
Thằng tím mộng mơ này mạnh nha bạn. Nó không ra mấy cái đạn mình ta. Ở cuối cái tập trước bỏ cái đạn vô trong cái con nào trời. Nhiều khi có khi sợ để trong mấy cái rương ở nhà nhưng mà không để ý á. Thử để về em check thử. Con nó ba nó tiêu rồi. Em đứng ra đây đi, em đứng ra đây để anh giành lấy cho. Phải trưởng. Kẹt hết trơn rồi em. Để mình về mình lấy đạn nha bạn. Các bạn nào đang xem series video này thì các bạn nhớ kéo xuống like, sub rồi giúp mình với em xin giùm nha bạn. Đâu thôi mấy ông lo tập trung xem quên like luôn. Quên like rồi giúp anh em mình nha. Rồi, nên like và đăng ký nhiều vô mấy ông ơi. Ráng giúp mình đạt 100.000 người đăng ký đi, sắp được rồi đó. Mới đó. Anh em mình có thể là chế được mấy cái con Silet với mà Demonic nữa bạn. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ chế Demonic trước. Tại vì Demonic anh em mình xong rồi bắt cái con Demonic đó. Dạ. Rồi sử dụng chính con Demonic này mới quánh lộn lại con Silet. Tại thường con Silet nó mạnh lắm. Yeah, à đây nè, quên có đạn ở nhà đâu. 40 mấy cái kìa anh. Thấy em à. Em lấy 40 mấy cái đó đây, anh mới lấy 40 mấy cái đó. Ok anh ơi. Làm okay, thêm mấy cái. Nhưng mà con quỷ này là nó sẽ ăn cái thịt xịn đó. Thịt xịn, à đừng nhớ rồi. Cái con đó nó ăn cái thịt bao xịn luôn. Nên là nó phải ăn cái thịt xịn nữa nè. À phải, hình như là con đó hồi nãy anh có thấy là nó ăn Menzo Berry được. Nó ăn đang quả dừa anh, em thấy năng hai quả dừa là được à. Ok. Đi. Ủa hai thằng về đây hết rồi. Thằng nào bển? Rồi sao tay lay qua? Có đặt bàn tay lay không? Không. Rồi cứt luôn nhá. Anh kêu em đứng ở bển á. Em về trước anh luôn á. Đi em ơi, đi. Rồi, sorry các bạn nha, nhưng mà cái này hạn chế chửi thề nữa. Thật ra mình nói má má cho nó vui thôi nha các bạn. Cái đó là giống như thêm gia vị vào trong lời nói thôi. Thôi nhiều bạn nói là anh game play cái này cứ má hoài. Nó cũng bình thường đúng không? Em nghĩ nó bình thường đúng không? Nó là chỉ for fun thôi, không có gì đâu bạn ơi. Chỉ mà bất chợt nó ra cho vui vui vậy thôi. Nghĩa nó chứ nó là chỉ là thêm gia vị thôi nha các bạn. Kiếm mấy con pha lét rồi. Anh qua chưa? Em bay qua đó trước nha. Ok. Vừa bay vừa kiếm mấy con pha lét luôn em ơi. Tại vì nhiệm vụ mình là đi kiếm mấy con pha lét mà. Dạ. Yeah. Có được trứng pha lét rồi là chúng ta sẽ tiến tới Celestial với mà Dominus nha bạn. Là lúc đó là thế giới mới đã được mở ra đó. Ủa anh tới rồi hả, nhanh vậy? Tới rồi nhưng mà cái con đó đâu? Con đó đâu? Nó bay đâu nhanh vậy? Để nó bay vòng vòng. À đây nè, ở dưới này. Đó. Đây. Kìa, nó đang đứng ở bên kia kìa. Được cái hồ nè. Thấy không? Anh thấy con riêng phiên em đọc đầu xuống đây đi. Rồi, ok nhá. Yeah. Rồi, thấy rồi. Em bắn thử, thấy rồi. Bắn đi. Đây bao nhiêu turbo đây? 200 mấy. Sắp rồi, sắp. Rồi, lật. Rồi, quả cà nồi. Má ơi. Cái con này cái đó, nó... cái đó ta gọi là đỉnh cao á. Bắn gì mà không kiểu mà tam minh đó. Nè méo tin được đó rồi. Ăn cái một được. Ô, anh lụm nó được cái gì vậy ta? Lụm nó được mấy cái crystal á. Cái con này là nó sản xuất crystal các bạn nào, mấy cái crystal này rồi. Nhiều không nó cho anh bao nhiêu cái? Nhiều, một lần 20 á, nhưng mà hồi nãy anh nhận được có 15 à. Không biết con này thường nhận được 15 hay 20. Thường mấy con này là nó sẽ cho 20 nha các bạn. Nhưng mà có thể là hồi nãy là năng lượng nó bị kém hay sao. Đây, nhắn nghe thôi. Đó nè. Để cho nó tích tụ lại tích đủ 200 á. 200 á, xong rồi bấm một lần. Là chắc được 20 á. Nhưng mà nó random một trong 4 cái crystal hay sao anh? Hay là đủ nó 4 cho cái hết luôn. Ồ, ngon vậy. 4 cái luôn. Uầy, vậy là đạn ở nhà phải re luôn. Khỏi sợ thiếu crystal. Như vậy là chúng ta lại có crystal các bạn. Đúng là series này chơi im á. Các bạn mà thằng nào mà theo dõi thì các bạn mới thấy được. Chúng ta chơi từ từ sẽ thấy cái hay của cái game này.
mấy con bò này coi vậy mà hay thì cái giống như là cái con bò token đó, cái map bên kia anh em mình không farm được token nhiều thì lại tự nhiên gặp được con bò token luôn. Đã gì đâu, người game mới giúp anh em mình luôn á. Đúng rồi, kiểu mà từng bài toán được giải quyết các bạn. Phê. Ê con này con gì đẹp quá nè. Con ôi con bồ cạp về đây. Elemental bắt nó luôn đi. Bồ cạp RGB, bồ cạp thích chơi đèn bảy màu. Con này là bắt là hình như là nó đẻ trứng Elemental rồi đúng không? Không, cái con này ở nhà em bắt một con rồi. Con này ăn thịt đùi cho tem nó không được, nó không đẻ được trứng kia đâu. À, nhà mình có một con rồi. Con này bảy màu luôn các bạn ơi. Đẹp quá ta. Đẹp quá ha. Đẹp con này đẹp. Mày. Thôi mình ghét, ai đẹp quá rồi. Ai đẹp hơn tôi giết. Ai đẹp hơn tôi. Đi đâu em ơi. Đâu? Mai thứ bảy hả ta? Cái gì mới nổi vậy? Ui, mai thứ bảy à, gắng cố gắng làm ít nhất 2-3 tập cho bạn xem. Ui, ở đây con chim bảy màu đó nè chứ. Con ngựa này cũng chắc quá đẹp á Linh. Cái gì đấy, sao mà mấy con chim này bây giờ chơi nổi vậy? Cái này thuốc nhộm giảm giá à. con này con chim thường nhìn như con alpha vậy. Ờ, còn mấy con alpha màu như mấy con thường á. Phải tèo. Phết phải nồi. Nè, riết là loạn hết trơn rồi. Ê, đừng nói con này con game nha, con này con game tôi xóa game thiệt rồi. Không, con này con thường. Mấy con pha led là thường ở đâu ta? Pha led hả? Pha led. Nó hay ở bên sa mạc. Ở đây có con Origin Sabino. Origin Sabino luôn nè các bạn. Thôi đi tạm thời, giờ mình đâu có chiến đấu Origin làm gì nữa đâu. Tập trước đã chiến đấu rồi. Bay qua phía bên sa mạc ở chỗ có mấy con Dodoret hồi trước anh. Ở ngoài dọc bờ biển á, ở bên đó em nghĩ là Phalet nhiều á. Ok, đây. Chỗ đó hôm trước là mình đặt cái bàn tay le là gì ta? Farm token đúng không? Đúng rồi, farm token. Ủa? Từ nha. Anh ơi. Ui, phải trưởng hết hồ. Em có tưởng em thấy cái con Rim Indo chưa hay qua đây mày, qua đây qua farm token này. Hóa ra là con Dragon. Ôi con Lightfin này nó xuống nước nó bắt cá này bạn. Em cứ tele qua. Ôi đây. Sabino Rim. Rim Sabino nè, đây. Đúng rồi, cái con này là mấy bạn phái lắm nè. Rồi chịu nha. Oh yeah. Nhiều bạn fan phái cái con Rim Sabino này lắm các bạn. Rồi xỉu. Xỉu, hay quá, vô tình gặp được con này luôn. Được nha, có mấy bạn yêu cầu anh bắt con này. Con này mà chừng nữa mình tiến quá lên Infernal á. Uầy, con này mà bơi dưới nước chắc bơi như điện luôn á. Có thịt đùi không? Có thịt đùi Rim không? Thịt đùi Rim hả? Em không làm rồi. Có không? Không có anh lên. Đứng đây nha. Gì vậy đẩy ra. Đây nha. Ok anh ơi. Trời ơi, cá sấu nhảy. Hết hồn. Lại cắn hư đồ nữa rồi. Nhảy nè, nhảy với chúng tôi nè. Giờ chế thịt đùi Rim các bạn. Anh Kilo là hình như là chế được đùi Rim không ta? Được anh, được. Cắn hư đồ hoài thì phải trả giá. À không, cái đùi Rim ở trong con anh Kilo là chế nó sẽ tốn thêm một cái đùi alpha nữa. Eternal Remit. 5 cái Dino DNA, 5 cái Dino hết nè. 10 thích đùi là được, làm ở cái bàn Eternal. Trong cái bàn Eternal, còn mà em mà chế trong cái con gì nè. Chế trong cái con Ankylo á là nó ăn, kiểu mà nó ăn tiền chênh lệch á. Lời quá. Kiểu mà nó ăn tiền lợi các bạn nè. Để cho các bạn xem là đây. Đó đang phải chế bằng 5 cái đùi alpha đó các bạn thấy chưa? Đây qua đó chút xíu mà đang tiền lãi mắc gì đời tới. Dài nè. Quánh thấy bà luôn, mấy khủng long gặp mình nó xui dở lắm. Nó quánh gì đời tới.
Con này hình như là tem được, để xem thử con này coi. Con này như giúp người tăng tăng thú của mấy con ở nhà mình. Cái ôi gì vậy? À, em bắt cái con này về hình như là nó giúp mà tăng level cho mấy con thú mình vậy. Thôi về nhỉ. Đây, đơn giản nha. Ồ. 187 nha bạn, cũng được cái con đúng không? Đẹp vãi chưởng. Đẹp ha. Đẹp. Con này nó giống như là đang giới thiệu hàng cho mình Logitech cho anh. Đúng không? Mấy cái đó là màu đen với màu xanh rồi. Ok. Anh chỉnh slow motion lên chụp rồi. Đẹp chứ đúng không? Đẹp. Đi mày. Đây. Đây, bắt thế là bắt thêm được một con Spino cho bộ sưu tập nữa rồi. Dạ yeah, em ơi. Chụp được cuối video bắt nó ra mà chụp hình. Rồi, bây giờ anh em mình lại đi kiếm mấy con Farlet để mà tem về cho nó đẻ trứng. À, có con Phương Hoàng kìa. Úi, con này là con... Ồ, anh ơi, con Dodo Red đúng không? Đúng rồi nha. Con này anh em mình giờ chưa có không? Con này con phiên bản mới. Chưa có. Con phiên bản mới. Con phiên bản mới, đúng rồi, hợp lý. Rồi bao nhiêu rồi? 140 luôn. Ui, con này lên bơi chùm các bạn ơi, con này ở phiên bản mới nha các bạn. Được nha. Con này nhiều khi có thể tiến hóa lên được á. Ui, cái gì đấy? Xỉu rồi. Ui, cái gì mà nổ gì vậy? Chắc cặp con Dodo á. Ui, kiểu vậy rồi, nó nổ về rồi, có gây đam không ta? Có chứ. Rồi, ui, cái con này lên bơi. Abed Phonix nè anh ơi, Abed Phonix. Đâu? Đây, phải chơi anh em mình luôn. Đây nè, có cái con phượng hoàng gì mà màu vàng, màu xanh nè anh. À, thấy rồi nhá. Abed. Abed luôn á, Abed luôn á. Ui, mà nó mạnh chứ giờ. Mà nó mạnh lắm. Ôi, ta mũi chân quả kìa. Wow. Rồi. Xuống tem đó anh ơi, xuống tem đó nha. Bắn nó, mời bắn đi. Bắn xỉu đúng không? Đúng rồi. Mày ăn cái gì đây? Nó bao nhiêu tôi bò à? Sao tự nhiên lắc gì vậy? Lắc không? Lắc. Ui, nó quả nó tấn công anh em mình kìa. Ây da, trời. Giác thú ra xa. Bắn rồi. Đưa thú ra xa con đó tí anh ơi, mấy con lửa đốt chết con đó nữa. Rồi anh bắn nó rồi đó, biết nó xỉu chưa? Rồi, xỉu rồi. Abed em ơi, Abed cái bò. Ui, 135 luôn các bạn ơi. Có cái bò Abed không? Abed hả? Có. Có đúng không? Tem. Đó. Yeah. Trời ơi. Nó đẹp quá các anh ơi. Mình không cần con gì xịn, mình khoái nhất là con này nè bạn. Ôi, nó đẹp quá các anh ơi. Cuối cùng anh em mình cũng đã bắt được con Abed Phonix rồi các bạn ơi. Trời ơi. Rồi. Pha, đáp xuống mình cái. Rồi, đúng rồi nhá, cho nó đứng gì đây. Trời ơi. Em ơi, nó mới đẹp làm sao. Thật là đẹp. Thời gian. Chỉnh cái thời gian lúc 12 giờ các bạn. Chụp một tấm hình này. Ui, con này nó mới đẹp làm sao. Wow. Được chưa? Được rồi. Ngầu lòi. Để cho anh cận cảnh nữa coi. Ok nhé, slow motion các kiểu vô anh. Đúng rồi, chỉnh slow motion nha các bạn. Đó, đẹp chưa ấy ơi. Rồi em ơi. Ok anh ơi. Con này mà các bạn mới thấy được cái sự mạnh của nó. Nó mạnh như đời tới luôn. Rồi con dưới có cho nó uống thuốc tỉnh không ta? Có cho nó uống thuốc tỉnh để mình bắt lại không? Con... Chắc là có anh ơi, em nghĩ là nên á. Cho nó chắc cú đúng không? Dạ, cho anh giữ level. Cho nó giữ level. Rồi. Có lọ thuốc tỉnh không? Cho nó uống đi em ơi. Nó đang tấn công kìa anh. Có con nó sói cái bên. Công, nó đang bị tấn công. Con sói kìa. Em có lọ thuốc tỉnh là anh giết con sói đi xong rồi em... Cho nó ăn đi. Ok. Cho cái con Pionis cho nó ăn cái kiếp. Cho nó ăn cái gì nè. Cái Dino Chugger đi rồi em cho nó về đi. Ok. Phát. Phải cho nó tỉnh nha, cẩn thận nha. Rồi em cho được, nó tỉnh đây, cho nó tỉnh đây. Em được con Phonix này nhẹ cái là cho chắc. Rồi đó. Rồi ok nha. Chạy. Chút đồ về và test. Mình luyện cấp cho con Phonix nha các bạn. Quá đã em ơi. Ôi tập này mà thu hoạch lớn anh ơi. Quay như cái gì sòn thôi, mất 3 con nha. 3 con thứ dữ luôn đó nha các bạn. Rồi ok xỉu.
Nếu mai con đó phun lửa mới ghê, đi mua ở trên là đô đô red là nó phải vậy các bạn, chứ nó phun lửa thường kia đâu im đâu. Cái phun lửa này em tưởng là cái bản này nó chỉ có mấy cái con đô red này ở bên phun lửa là mấy con xương thôi. Càng chơi càng đã nha các bạn, đẹp nhá, con nào cũng đẹp chứ. Sói nè, cắn thằng mày. Dạ con ơi. Dạ em ơi, anh nghĩ là dạ farm đi kiếm mấy con Phalanx không? Đi chứ anh em mình vẫn chưa hết cuộc hành trình mà. Ok, vậy đi. Đi tiếp nè. Quan trọng là Phalanx nữa các bạn ơi. Hoặc là không qua khu này mà. Đồ đồ event mới anh ơi, phiên bản mới. Đâu? Đây đây đây, chỗ có mấy bụi cây nè. À. Ôi dạ. Đô đô V1 phiên bản mới luôn nha các bạn. 135. Bắt luôn hả gì? Bắt luôn anh ơi. Rồi tập này để tiêu đề là gì đây? Mình đã bắt được hết. Cái gì bắt? Cuối cùng mình cũng đã bắt được hết rồi. Ui giời ơi. Ôi xỉu. Một tập bắt cái gì đó, bắt kinh dị. Tập thì không có con gì để bắt, tập thì một rừng. Một tập đi với kiểu mà bay hết hết trơn cái mát luôn, không bắt được con gì hết. Giảm tí nữa gặp con Manticore mới lắm à. Một tập thì vô bắt dư điện cả đi, cứ chơi thoải mái nha bạn, cho các bạn xem cho nó đã. Ồ, ở bên đây có hai con Tony Dragon Dominic này với lại thêm một con Dolores nữa anh ơi. Level 140 anh ơi. Nó là đẹp quá các bạn ơi. Ui, nhanh gọn lẹ vậy anh. Đúng rồi, con này chắc 40 nè, bắt không? Con gì vậy? Ui, bên đây cũng còn con Dolores nữa nè. Á đù. Ôi, hai con luôn. 40. Hai chữ nhiều thế. Hồi nãy con kia em bắt là nhiêu? 145 hả? Không để ý level nữa, con này bao nhiêu đây? Hồi nãy là anh bắt là 145. 145 hả? Ở đó bao nhiêu? Ở dưới kìa. Con này 130, con này bao nhiêu đây? Con này 145. À, cái này có con 145 nữa. 145 luôn nè. Phải tèo. Đã vậy. Lọt lỗ rồi. Giết nó thử rồi nó có cho gì không em? Vậy em giải với con 130 nha. Ok. Còn con 145 nó đang ở dưới á. Rồi ok bắt rồi. Vậy là chúng ta có một cặp nha các bạn. Nó cho token. Đã quá, đúng là Mad Ragnarok chơi phơi á các bạn. Cảm giác thú nó phong phú hơn là bên The Island luôn á. Ôi ôi, phê lòi. Chừng nữa sau này mà có chơi cái series khác hay gì đó mà có khám phá mod đó các bạn, chắc mình chọn Ragnarok để chơi quá. Bên đây còn hình như còn con Dolores nữa anh. Phải tèo, đâu ra chú dưới đây để em kẹ. Con này 145 anh ơi. 45 luôn hả, thôi đủ rồi em ơi. Nè anh em bắt cóc hết nè. Bắt luôn hả gì? Phải tèo. Bắt gì đồ chơi. Ơ nó phun kìa. Lạc. Mình bắt này giống như là bắt mấy cái con kiểu mà con cù bình thường luôn các bạn. Easy phải trưởng. Game gì bắt đơn giản quá rồi. Đó. Rồi nha. Ôi dè, con này đang ăn gì vậy? Thịt đùi rim hả? Đang đùi rim, đang đùi rim. Ok anh ơi, rồi ba con. Anh nghĩ là muốn bắt Phalanx anh em mình quay về. Ôi con nhện luôn kìa, anh nhện luôn nè. What the fuck, gì bắt chưa? Ai chưa? Cái gì mà cũng bắt chừng. Cái gì nó cũng tự nhiên hiện ra cho anh em mà hết chơi người ta. Sao game gì kỳ vậy trời? Tập thì nó bắt liên một hồi luôn. Một tập đi kiếm vòng vòng muốn điên luôn, không có con nào một tập như gì đâu. Các bạn nhớ tập trước không? Tôi đi một bay hết trơn bên cái đảo gồng để kiếm con gồng Opera. Không ra. Tập này cái gì đâu nó nhiều phải rồi. Red spawn ra quá trời quá đất luôn. Rồi tự nhiên có con nhện. Ô dưới chân mà tự nhiên có con Origin Cano nữa kìa, phải lặt. Được ha. Ai chưa. Rồi cứ hốt hết về để từ từ chúng ta nghiên cứu sao các bạn. Giết mấy con rim nè em ơi. Ok nè. Với
mấy con rìm lấy máu rìm luôn. Ui, con Tony ra gông á, lụm lụm mấy con Roret luôn rồi. Ghê vậy, hai con luôn nè. Ôi đây đồ Roret nè. Ô, nói chung là mấy con này nó spawn ra nhiều lắm các bạn ơi. Bắt đầu spawn lại nhiều rồi đó. Đắc cái phim level 90. 90 tương đương ở nhà. Con này con Light Riffin hả? Ai Riffin? Alpha Riffin. Ơ, con pha led gì nè? Con này để trứng hay là để con? Con này trứng hay là con ta? Em ra em sợ thứ ơi, con này để trứng hay để con ta? Con này tên là gì đây? Morel hả? Để em search coi. Morella top. Morella. Con này chắc là để trứng quá. Palet nè bạn. Ờ để em xem thử coi. Chắc là để trứng. Làm sao mà để con này để trứng rồi, để trứng. Con này để trứng anh ơi. Được. Đúng không? Trứng. Ờ hay anh ơi. Ơi cái lửa của em cắn nữa à. Có đâu cái con bướm á. Ok đi không sao đâu. Bắt luôn anh ơi. Oh yeah. Ui, đây con gì nữa đây? Alpha Riffin. Ôi, cho nó về anh ơi. Chạy đâu à? Rồi nha, có Palette rồi nha. À, có Palette nha bạn. Này, có Palette rồi đó. Làm thêm 2-3 con nữa về cho nó đẻ trứng lại lẹ. Con này con gì đây? À, Bad Riffin. Ờ. Nhà mình có rồi đúng không? Chưa, hình như là nhà mình chưa có Abed. Cái con Riffin hồi nãy ở nhà mình lúc mà anh nói nó bay chậm hay bay nhanh nó là con Abed. Alpha. Bay Abed ta. Con này Abed nè. Cũng đẹp nhá. Chết không? Nó còn một chấm máu luôn, vãi tèo. Nó phùng khéo ghê luôn. Level 20 rồi anh ơi, bắt nó uổng à. Chida, con này con này yếu. Con này level 20. Ổn cái bò Abed của mày. Ui, cái gì đây? Anh giết nó lấy máu Abed. Lụ đạn kìa, thằng nào ôm bom cảm tử nữa rồi. Các bạn thấy thế nào? Tập này thấy thế nào? Tập này thấy thế nào? Tập này bội thu các bạn ơi. Ủa con ờ trời vãi, Arifin mà em cứ tưởng con Arifin chứ. 145. Có con Racha Special. Ngon thế nhở. Có Racha. Đúng rồi. Racha Special. Racha tàng hình đấy. Ok. Racha. Hôm nay mình cứ đi vòng vòng đi. Rồi một lát nữa mình sẽ quay trở về để mà luyện cấp cho mấy con kia đúng không? Dạ. Đồ Red Dream. Anh kilo ở đây nhóc trơn luôn nè. Quá trời quá đất. Eternal Dodo. Dodo Y. Bây giờ mà thấy được cái con rồng Omera một cái một hen. Ơ, Diffin gì một tím tím vậy? Palette Diffin nè anh ơi. Palette Diffin nè. Bắt con Palette Diffin này không? Ok. Ủa, nó đang bị con T-Rex tấn công anh ơi. Cạp T-Rex đi. Con em cạp có thể chết hai con á. Đâu. Ờ, ngay chỗ cái cầu gần cái mỏm đá nãy anh bay gặp em á. Nè, em đang đứng trên đầu một nó nè. Ui! Con Palette này có skill có vẻ xịn lắm anh ơi. Gì mà nổ nổ đom đóm, nổ ngôi sao các kiểu kìa. Màu tím à. Màu tím luôn anh ơi. Ui có con pha lét rồi. Con nó gần chết rồi anh ơi. Rồi chết mẹ luôn rồi. Rồi xong. À, phục nhẹ nhàng kéo ra, kéo chỉ ra liền luôn các bạn mà không kịp nữa. Nó bị cái con kia nó cạp gần chết rồi. Ờ. Mà biết gì cấp nãy anh em mình bắn súng được ta. Ờ. Ờ, phải xử lý em chỉ sợ là em lúc mà em ba lại gần em gấp con Red đi thì nó bị đốt lửa. Nó bị lửa đúng không? 10 giây là đủ để nó chết rồi. Máu càng cao thì lúc máu càng nhiều. Máu nó cũng hơi ít các bạn ơi, cả đi.
thôi. Pha xử lý hồi nãy nó hơi cọc kền đó. Xui cho em ấy. Bạn. Bắt được luôn con Palette đó thì ngon. Đá ở bên đảo rồng xem thử coi có con Omera rồng nào spawn ra không. Lightning hả? Hết hồn. Cái thời tiết khó chịu quá ta. Anh nghĩ là anh em mình nên quay qua bên cái khu núi lửa đen đi giùm ơi. Ủa, con này là con rồng. Phải trưởng hết hồn. Con lửa đen quay qua bên cái gì nào? Cái núi lửa để kiếm mấy con Phalet á. Ok anh ơi. Cái mấy con Phalet mà gì bò cạp đó. Dạ. Ok. Có cái trứng nè bạn. Lại phai quá là dễ có mấy con pha led hơn. Ôi xin. Chỗ đảo xương á, em ta leo qua chỗ đảo xương lại đi. Ok rồi. Đảo xương, đảo xương. Em lại check hết một mấy con rồng mày xem thử có con Omera nào không. Toxic Fire Dragon. Fire đúng không? Ok. Làm vài con Phalet nữa về cái mình luyện cấp cho cái con Thủ Hoàng nha. Fire đúng. Fire. Biết đâu mình đảo đảo qua đây mình gặp lại con cù của bạn. Thực ra mình muốn đi cái chỗ này để mà kiếm lại cái con cù đi mua ít á. Hứa với mấy bạn gắng cố gắng kiếm lại con cù. À đây này, xin chấp. Đâu. À. Qua liền anh ơi. Bắn kìa, bắn kìa. Hết giờ. Ôi. Ơi. Ây à, cái gì đây? Thiệt luôn á, sao hôm nay mình may mắn vậy ta? Ôi, cục trắng các bạn ơi, đây rồi. À, may mắn ngoài sức tưởng tượng luôn á. Bao nhiêu đây, 1.4 luôn. Ôi. Quá đã luôn. Bao nhiêu à, tôi bò đó bao nhiêu à? Con này là anh xịt gì? Bao nhiêu đây? 7 triệu à, 700 nghìn vãi nồi. 700 nghìn. Anh xịt đi. Rồi được rồi, ok. Rồi lạc. Lạc. Còn con nó, của nó mới mệt kìa. Được rồi đây, nó nổ. Quỳnh. Ui thằng... Ê, nó có tính đam vô đó con đó ta? Chắc không anh ơi. Không nghĩ là không đâu. Gì mà hủ hủ vậy? Có tính đam vô không nha? Không sao kệ đi, nếu mà có đam cũng không sao. Không em ơi. 209 nha bạn. Theo con phụ hoàng nào nữa đây ta? Ngày ấy sẽ không xa xôi. Ngày ấy sẽ không xa xôi. Mà chúng ta là người chiến thắng. Bây giờ nó chịu tem chưa? Chịu em ơi. Ủa xe. Ủa xe. Cù baby đã trở lại nha các bạn. Ôi xe. À, đứng ra đây, góc đó đây, sát vô. Rồi em sẽ được lên hình áo đâu. Áo hư đâu, sao không mặc. Áo hư hết trơn, không còn cái áo nào hết trơn á. Em đứng xích tới ngoài trước nè, chụp hình đó cái coi. Bên đây hả? Đúng rồi nha. Slow motion này. Đứng mặt ở đây nè. Ây da, rồi con này. Tập này đặt tên là gì đây ta? Mình đã có tất cả. Đúng không bạn? Ây da. Ê, mày chó nè, ngu nè. Ui, nó chịu hồi là mấy con nữa kìa. Trời, chơi lớn vậy. Em mới vừa bỏ chuột, bỏ phím ra, mới cầm cái ly nước lên, muốn ập rồi. Ghê chưa. Bắt cóc mấy con đi chơi được anh ơi. Bắt cóc mấy con được không? Đây, có con Phalet hả? Đâu. Đây này, rồi muốn gì được đó các bạn ơi, giống như là game, giống như là gì trời. Bực. Sao mà mọi thứ đến với mình dễ dàng quá. Cái gì xung quanh toàn là bò ngựa không vậy? Để xúc này cho. Mày hả mày? Cái gì mày, nó quánh con thú của em kìa. À trù. Thằng này láo. Láo này. Video này đáng được 10 triệu like nha. Ủa lộn, 10 ngàn gì là 10 ngàn like nha bạn.
và 1 triệu lượt đăng ký Xứng đáng nha bạn. ha. Kéo xuống dưới like với đăng ký Like liền đi. Để hồi nữa quên đi. đấy, quá cái game gì đâu chơi như thiệt gì vậy, không tin luôn á. Không tin luôn á trời, tập bắt nhiều dữ vậy Em cũng đâu có ngờ chứ, ghê gì vậy, giống như là muốn gì được đó thật sự luôn anh. Bạn mà không like cho mình như cho tôi dặn thiệt luôn á, quá trời bắt, bắt quá bắt. hết rồi. Sao rồi, mấy mấy con pallet rồi, Hình như là 3 con ở đây. mới có 3 con thôi, ráng cố gắng kiếm thêm 2 con nữa đi mình. Em còn một cái pha led này, anh còn một cái đúng không? Đúng rồi, Ok anh ơi. Apex. ráng cố gắng bắt được đi các bạn, xong rồi về mình đi chủ yếu là đi luyện thú luyện đam. Ui đây luôn nè, có Tao. lẽ là ngày hôm nay là anh là ngày người may mắn gì cho mình, Ôi xong rồi anh thấy hoài vậy ta. ơi, chỗ cũ hả? Đào Đây xương nè, ở xương đây đang quay qua liền. đúng không, các bạn thấy đúng không? Đây qua đây, Phải anh ở đâu mà? À đây 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 rồi. có vẻ như hôm nay là ngày may mắn của mình ta, lại là female luôn á. Úi trời ơi. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời trên cả tuyệt vời luôn. Cái quan trọng nhất là một lát nữa ra kiểm tra mà quên bật quay video nó mới phơi. Cô nghĩ luôn á, nó nói anh nghĩ luôn. Ui trời phải đất ơi, bây giờ nó ở nhà nó canh nuôi đi. Anh về nhà rồi hả? Anh ta le nó bị dính mắc kẹt rồi, giờ đi đi về nhà luôn. Tán bọn này ra ngoài tí Hóa trời là kẹt cứng rồi. để em kiếm thêm 1 con nữa xem vận quần coi coi có được may mắn như anh Phương hôm nay không nhá. Thử đi em ơi. Quá dương, độc dương. À, Ôi rồi nha. ôi, kẹt cứng ở nhà luôn xin cho mời. Ngoài là con alpha đồng quá mà. Quá trời luôn À, bạn là ơi. alpha. Anh có Bây giờ mà Gandroid không? dám Quất mà quất qua bọn bên nó. đảo gồng anh em mình dám có được Omega luôn lắm á. Thử Đang anh bay đi, hay không? thử đi. Em đang bay em đang bay chỗ ở đảo xương. Thôi mình kiếm con Phalanx đi, rồi tập sau mình qua bên đảo gồng. Ok. Em đang bay vòng kiếm cái con Phalanx Ba Chi này, em bữa thấy con này. Và Pha, tại vì thường con Phalanx nó cũng dễ quan sát mà, nó màu tím nhưng mà nó bự hơn, hình như là kích đỏ nó bự hơn một xíu á. dạ có lẽ cái màu nó cũng sẽ nó màu tím tím xanh xanh vậy đó, dễ dễ phát hiện cho mấy con kia. Đừng nói con này Phalanx nha, không phải luôn, con này bình hên tới vậy sao, bạn lại đi đâu không Ui gặp sao. do đẹp vậy. Ui do màu trắng luôn kìa. Ui trời ơi con này con Riffin bao nhiêu, cấp bao nhiêu đây? Riffin 95. Năm thì cho qua thôi, anh này kiếm con 400 500 gì đấy. Thôi, chắc là quay về em ơi, cho anh là thấy hết rồi đó. Hết rồi hả? Đem đi rảo Alpha rảo rồi. rảo bên đây em kiếm thử coi có không. Và led bài Mạnh thế. Riffin 85.
Alpha. Đúng là không thấy được cái con bò cạp nào mà pha lét luôn ta. Khó, khó, con nó khó. Úi, Alpha không à? Con gì đây? Alpha. Rim, không bên đây con Rim. Thôi, giờ thì chấm ơi, anh em mình nên luyện thử cái con Apex đi rồi mình kết thúc một tập, rồi xong anh em mình chiến tiếp. Ok này. Đúng không? Nó sẽ là hợp lý như vậy đúng không anh? Không lẽ bây giờ rảo vòng vòng hoài đúng không? Dạ. Chứ bây giờ là thấy đảo khu này là thấy không có rồi đấy. Ngon nha bạn. Trời ơi, em coi về nhà, đội hình để nhà. Rim Red, phải chữa màu. Alpha. Mấy con này là hầu như là chưa tiến hóa chưa gì nha các bạn. Ui cái gì đó. Ờ, nó đánh nhau ở nhà y xèo rồi cơ. Ui, chó lửa, ui xồ ôi. Được đứa nào quấn nhau ở nhà anh. Quỷ khủng long em ơi. Quá trời các bạn, đô đô ghét này là toàn bắt thứ xịn luôn các bạn. Không tiến hóa. Nên sắp xếp thủ lại. Ok rồi. Em lẹn thử coi 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 còn còn một con nào không. Con gồng lửa này là chắc mình nghĩ là con gồng lửa này là con gồng lửa bắt trước khi cập nhật mod quá. Chắc anh cho nó đi luôn á. Con đó, gọi. Anh pha hả? Ờ. Ồ. Trời, hết hồn. Tưởng đâu quánh phát nó đứng game luôn rồi. Tưởng đâu nghiệp tới. Thôi, vậy thôi. Về đêm ơi. Về rồi anh Phương đi tiền cắt cố thôi. Cố quá là thành quá cố đó. Ở đây quá trời lửa vàng nhiều vãi, đòi thú nhiều quá chừng luôn. Mấy con pha led đâu rồi, để em gấp nó vô cái chuồng đi, em gấp vô cái chuồng rồi. Lại chuẩn bị phải xây thêm một hai cái chuồng nữa cho bọn này rồi. Rồi còn mấy con nữa quá trời trong này nè em ơi. Ôi, có ngay con cù của các bạn yêu thích luôn nha các bạn. Rồi con Rim, Sabino, úi xồi úi. Á à, gì đâu. Rồi, chụp cái tấm lên luôn. Sao em ơi? Rồi video các bạn xem bao nhiêu rồi? Chưa, em quên bật đồng hồ để tính giờ anh đây. Cứ chơi. Ôi. Như vậy thì luyện xong cái con chim này đi em ơi. Ok anh ơi. Luyện cái con Apex Pionic nha bạn. B nè. Elemental. Kia bờ kia hết vô Abed. Hai anh đang liên gấp cho nó nè, tăng máu lên. Ủa, một trứng Abed nữa. Có ao toilet đâu? Chưa mở toilet nữa. Ý còn một con bò ngựa nữa. Này cô ơi,
Ôi, cái gì mà đông quá để mà. Ok, bắt cóc đưa nó ra ngoài rồi. Rồi, ở trong chuồng đi cu. Em đang để nó trong chuồng hả? Dạ. Kiếm thêm một cái con mà kích thích mà rụng trứng nữa là ngon các bạn. Ok. Ui, làm cái y như con Sabino nữa. Con quỷ Elemental này là hình như là nó đâu có ấy phải không? Sabino. Mấy con này nó không có tác dụng như vậy, thế là mình cho nó đi luôn nhá. Đây, có yên Sabino luôn. Này nho. À, đã rồi các bạn ơi. Đó. Yên Sabino qua đây. Ô em để cho nó có game luôn hả? Dạ. Ok nha. Rồi. Hoài, quá đã, quá đã. Rồi, quanh khu mình mất thú quá trời thú rồi. Ôi con này mỗi lần bắt được một cái là được hai, bấm một phát là được 20 cái rít tổ rồi. Vào đây con. Ồ, cút kịch mất. Mày qua đây nhanh lên. Ôi, anh Phương, anh ra đây anh imprint cái con này dùm em thử coi. Cái con Abed Rolet này có được bao nhiêu phần trăm? Cái con cuối nè, nó cần ke từ anh nè. Đâu? Bó, nó kêu qua anh ke tà lùng kìa. Rồi anh đúng không? Nó kêu là con này nó muốn là hand fresh comfort. You are you berry là nó ăn are you berry hả? Are you berry, anh bỏ vô số 0 quá xong rồi anh cho nó ăn. Thử coi imprint nó lên được bao nhiêu phần trăm. Ui cho 100% luôn, phải cả lần. Con này là nhưng mà mấy con này theo cảm giác nó yếu quá, nó có level 45 mà. Anh cứ đợi bọn nó trưởng thành đây rồi anh thử. Basic okay. Kimbo, quốc kịch remix. Ôi nhìn con quỷ cái đuôi của con quỷ cái con Dodo Vivan này nhìn như cái chổi lông gà các bạn. Nè, nhìn kiểu mà giống như cái chổi mà quét nhà, quét mạng nhện á. Ôi cái cây này mà đưa cho bà Nhi vô phái dữ à. Bao quét luôn. Phượng hoàng lửa. Đây, đi. Đây, phượng hoàng lửa đâu rồi? Rồi, phượng hoàng lửa đâu rồi? Abed Phoenix rồi. Đây nè, Abed nè, Abed là dữ dằn đúng không? Dino Tracker nè. Phượng hoàng lửa. Rồi em gắn ấy giờ rồi tăng cho nó đi. Rồi ok. Đó em tăng đây, anh dồn hết kinh nghiệm vô luôn đó. Từ từ anh ơi. Em chưa thấy nó lên, chưa có điểm cộng. Có mà lên mà. Rồi thả đi em cộng cho. Rồi thấy chưa? Trời, có rồi, ok để em cộng cho. Nói sao mà con này cái màu nó đẹp dữ vậy các bạn. Thì càng nhìn mình càng thích cái con Abed này luôn đó quên. Cái con này anh tin nó xáy một cái là gần cái là mấy mấy triệu đam không? Rồi hút cẩn thận rồi nha. 250 rồi đó. Nhưng mà từ chưa từ biết em ơi, cứ test thử đi. Từ từ biết. Tăng máu, tăng speed lên nha cho nó bay nhanh nha. Ok. Con này bay chậm ghi à. Rồi ok anh ơi. Nó máu vô. Rồi. Rồi nhá, máu nó hiện tại bao nhiêu ạ? Vàng khư, hình như là 3 triệu. 3 triệu máu á trời, ít chứ à. Con này máu ít lắm. Nhưng mà được cái nó mạnh như đời tới vậy á. Đi đi đi, đi khoan nào ra test thử coi. Cái này phải canh máu cho nó nhanh rồi. Đi đi, anh em qua. Ok, ra đây. Con này anh nãy là chưa full ấy phải không? Ok. Chưa full máu. Anh sáng dù phải nha. Đó. Ui.
800 mấy các bạn ơi. Anh ra anh xảy một con xương thử đi, đi qua đó. Qua đó test thử một con xương liền anh ơi. Ok, qua đảo xương nào. Cái này là cái con phương quang lửa này là được. Rồi. Đây em ơi. Nè, các bạn xem là nó ảo thuật với con này nè. Một cái một thôi nha bạn. Trời ơi. Ôi, boss mammoth luôn kìa. Boss mammoth ra rồi, luôn rồi kìa. Rồi để em để con anh. Con đó 9 triệu mấy máu á. Anh sấy cho nó một cái coi. Phan nha, để anh tăng điểm lên liền. Cái con đó có chiêu C nữa đó. Anh Phương thử chiêu C nữa nha. Ok. Rồi anh tăng nó lên 255 đam luôn nha. Ok. Rồi tăng máu con lại tăng speed là được. Speed con này cần cao đó nha. Con này cần. Bây giờ tăng máu nó trước đi, anh thấy máu nó yếu quá. Ok anh ơi. Mystical voi nha các bạn, xem nó biểu gì ảo thuật với con voi nè. 254 các bạn, 255 máu rồi, còn lại mình sẽ dồn cho speed. Có cần tăng stamina không ta? Con nói stamina bao nhiêu anh? 31.000. 31.000 hả? Tăng stamina lên 50.000 luôn rồi. Rồi, lại quay lại 3.000 đi. 6 triệu máu. Rồi chơi nha, con này bao nhiêu? Con này 9 triệu 3 máu nha, anh xảy nó cái coi. 9 triệu 3 máu nha các bạn. Ôi, 7.200. 7.200 là tầm 2 triệu. 2 triệu một lần xảy nha các bạn. Lần cạp thử rồi. Dùng cạp được 85. Cạp được 85. Rồi, anh dùng chiêu C là gì á? Chiêu C nè. Đứng gần vô. Hơi xa rồi. Ui mà. Cái gì vậy? 2 triệu mấy đem mà. Chiêu C nó mạnh hơn chiêu chiêu phải. Hàm mà nó xảy liên tục luôn á, là kể một lần là 10 triệu máu luôn á, có thể hơn á. Thấy ghê không các bạn? Bạn thấy mà sự khủng khiếp của con phượng hoàng lửa chưa? Khủng khiếp của phượng hoàng lửa chưa? Các bạn thấy sự khủng khiếp nó chưa? Mẹ, một man celestial gì đó và Indominus ra đây. Trẻ đầu á. Mình thấy con Silet nó thành gì vậy, khủng long nướng các bạn. Nè còn một con xương này anh xảy nè, con này bao nhiêu máu đây? Bao nhiêu máu à? Con này còn có 3 triệu rồi. Ôi. 3 triệu. Được đụng nhẹ hai cái chín queo. Trời ơi, xảy miệng ở trên này mà chết luôn kìa. Cái gì? Em thấy bao nhiêu? 13 triệu đam hả? What? Gì vậy? Gì ơi, gì 13 triệu đam chứ, 1 triệu 3 đam em ơi. Quá. Rồi nghĩ ra nha. Chút xíu nữa là phải gọi mấy con boss Odin ra mà tự sức với con này thôi. Ơi, em gọi thử một con ấy. 3 triệu đam kìa. 3 triệu đam nhớ bạn, em gọi thử một con ra đây. Về nhà mới chế được. Ok. Về nhà đi, em gọi ra cho. Gọi thử, chơi thử các bạn. Con gì nè. Cái con Indominus Red tím mộng mơ của mình là cũng mạnh đó, cắn một lần cũng 7 triệu đam nha bạn. Nhưng mà làm sao bằng con này được. Các bạn thấy không, nó sấy liên tục mà. Để em gọi cái con Red ra nha. Red cho anh solo. Em không gọi con Vivan nữa, trả thù nữa. Vivan đúng không? Ok, hết Vivan, có Vivan anh ơi. Trời, sao mà tăng máu không kịp, bị chửi nữa nè. chơi con gì thường thôi em ơi. Weaver rồi, em chọn Weaver lên ơi, hết đồ để chơi hay. Em cứ lên đi, em đi ra đi, anh trả thù chứ, nó sao. Em ba mấy con Weaver này. Bây giờ em cầm con gì, em cầm con gì? Em cầm con Griffin, em đứng trong cổ vũ cho anh chơi. Quá cà nồi nhá. Đây. Chỉnh trời sáng cái anh ơi. Anh em mình ra đi solo cái con này. Và để anh nghỉ mệt cái thôi, con này để cho nghỉ mệt cái. Hết stamina rồi. Tại à, con này có thể là để cái yên vô được nha. Anh để yên vô đi, với làm cái đồ giảm đam cho nó nữa. Rồi có cái giáp 150 giáp, nhưng mà quan trọng là mình chưa có yên nha bạn, mới có cái yên mới được. Abed Phonix Armor có nè. Đâu, cái yên của nó là chế từ đâu ạ? Rồi. Chết một bằng 1.000 máu Apex, 1.000 da Apex chứ. Để bằng cái bàn Primo á. Có em ơi, 1.000 da thôi mà. Apex hả? Apex Phoenix Armor. Mà ui.
đúng không, đúng không? À bé không chế đi chế alpha nhá. Nó đi tới đại chiến lẹ xong rồi mà em nghĩ chắc cỡ chắc có khi hơn tiếng đồng hồ rồi. Tiếng mấy rồi đúng không? Đúng vậy. Quan trọng là cái da, em xuống em lục mấy cái da. Apex cái da Apex. Cái da Apex anh em mình đâu ta? Cái da Apex, da Apex. Da Apex. Phải chế cái yên luôn đi các bạn ơi, để không thôi cái máu gì là cái con vi văn á, nó trừ máu ghê lắm luôn á. Ờ, còn sợ uống nóng nổi con vi văn thì em chịu hồi con khác ra cho. Em bỏ dưới bánh cục ra. Mà anh sẽ quấn vi văn. Trời, dám ba mấy con vi văn này. Sẽ trả thù các bạn. Rồi con Apex rồi. Cần tới bao nhiêu da lần đây em kiểm tra lại. 950. Nhiều quá. Tại vì mình, tại vì anh em mình bữa giờ là hạn chế giết mấy con Apex ra cho nên là không có da. 950 da. Rồi của em còn bao nhiêu da? Em không có cái da nào hết trơn á. Có 200 mấy da hả? Hết rồi. Chết tất cả cái con thú coi. Thôi như vậy là không có rồi. Kệ bà đi, về đi em ơi, đi đôn ơi. Mình có được cái giáp 150, 165 này cũng được các bạn. À, ê, nó để yên alpha vô được kìa. Đó, có để đi alpha rồng vô được không? Được. Rồi mang vô luôn. Ba phan nữa vậy mày chết rồi. Mày chết rồi. Tao lấy yên xịn đâu tao để vô là mày chết rồi. Rồi luôn. Phơ lội luôn. Chàn 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 chàn. Mày chết mày chưa. Hình như là cái yên mà nếu mà chế thực sự yên của nó là cái giáp lên hình như là được 150. Trăm mấy giờ. Ồ, giờ 200 mấy là được rồi, đi lên chơi, lên chơi. Đây mày, ra đây. Làm... Nhưng mà con V-Vin đó mà. Nhưng mà con V-Vin thôi đó mà, sấy mấy cá là chết thôi gì đâu. Em chịu họ đây coi kiểm tra nó bao nhiêu máu à. Chuẩn bị chạy nha. Bao nhiêu máu đây? Con này hả? 175 triệu đúng không? Hay là 75 thấy ta? Thấy rõ luôn á. 75 triệu à, 75 triệu à. Rồi, con này máu ít hơn con kia anh ơi, được 75. Rồi để anh Phương sổ tài nè. Đó. Anh thấy từ xa nhá. Rồi đó anh đứng thấy cho đó, nó đang solo với anh kìa. Ui. Rồi. Gáy hả mày? Hôm trước mày gáy ai mày? Hôm trước mày gáy ai? Tao có giáp mà, hôm trước mày gáy ai? Phan. Mày hả mày, dám nhờ nó, ôi nó sấy mày. Trời mày gáy ai? Không cần đánh luôn bạn, để anh Phương sấy mấy cá lại. Anh đứng anh sấy giống như chưa được chơi à. Trời ơi, đúng, lần 2 triệu rưỡi. Phàm. Mai, có vẻ như là mình đã đánh giá cái con này nó quá rồi bạn ơi. Mọi chuyện hết stamina nha anh ơi, là rụng trứng á. Nó stamina rồi, nhưng mà không cái sao cái em ơi. Ồ, nó còn có 16 triệu thôi, tầm 2-3 lần nó chết rồi. Bùm 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 bùm. Ôi, một lần là 7 triệu rưỡi đam. Rưỡi, sao, 7 triệu rưỡi đúng rồi. 7 triệu rưỡi tính luôn số lẻ em. Đó, 84, chết nha. 84 cộng với 6 là 84. 84, 700, 7 triệu 7 triệu 584. Đúng không? Ngàn đam. À quá dữ, dạ. Tính tới số lẻ luôn bạn.
ghê giờ sợ nhâm ba mấy con rồng mấy bạn thấy nhâm ba mấy con rồng em lụm cái một để xem anh đi này đi cả tướng đi rồi khó chịu không tôi là một con gà tôi là một con gà nhá dạ, còn dạ. Con không lấy dạ. Ra cho anh chơi ngứa đó rồi thôi hết giờ anh ơi hết giờ rồi lẹ đi tiếng 10 phút hết rồi đó giờ. Hết giờ là sao tiếng 10 phút rồi đó à, kết thúc video đi chứ trong khoảng 1 tiếng 10 phút qua oh my god ham đánh boss đúng không để thời gian được nha bạn thôi được rồi mình tạm dừng video này nha bạn mặc dù còn đang cắt là xong nhưng mà mình sẽ ngắt video lại để mà dễ up lên trên YouTube á xong anh em mình sẽ chiến tiếp tục cho bạn xem nha yêu thích series video các bạn nhớ cài like cài sub giúp mình với em xì dâm nha bạn thank you cảm ơn các bạn nha bye bye.